Đã nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở thôn 5 xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc hết sức bức xúc trước tình cảnh phải sử dụng chung một cái đồng hồ điện. Điều này không chỉ gây bất tiện trong đời sống, sản xuất sinh hoạt do nguồn điện yếu, mà các hộ dân ở đây còn phải chịu mức giá điện cao khi phải trả tiền điện hàng tháng theo chỉ số điện từ đồng hồ tổng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với giá điện từ 2.200 đến 2.500 một số mỗi tháng, gia đình ông Tý ở thôn 5, xã Đạm Ri phải mất ít nhất từ 250 đến 300 ngàn đồng chi phí tiền điện sinh hoạt cho gia đình. Chịu mức giá điện cao như vậy đã đành, nhưng vào những thời gian cao điểm, cần nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt thì lại không sử dụng được. Đó là ngày xưa là chúng tôi như là bà con chúng tôi như là huy động như là bà con đóng cái vốn để như là kéo cái đường điện từ dưới lên đây. Cái chiều dài của nó là tầm cỡ khoảng độ như là 900 mét. Thì trong quá trình như là kéo ngày xưa thì mua chỉ có như là mười mấy hộ thôi. Nhưng bây giờ nó hiện tại tình trạng nó lên tới như là 40 mấy hộ. Cho nên cái nhu cầu cái đường dây tải nó có quá nhỏ. Cho nên cái lượng điện như là để tiêu thụ trên này, để sinh hoạt trong quá trình sinh hoạt thì của bà con thì nó hoàn toàn như là không đáp ứng được cái nhu cầu hiện. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân là do trước đây mỗi nhóm khoảng từ 15 đến 20 hộ chung nhau một đường dây điện kéo từ đường chính vào đến khu vực mình ở. Đường dây này đi qua một đồng hồ tổng. Khi đến khu vực dân cư, mỗi hộ sẽ có một công tơ điện đo lượng điện của gia đình mình sử dụng. Cuối tháng, tiền điện sẽ được thu dựa vào chỉ số đo trên đồng hồ tổng. Các hộ dân ở đây, ngoài việc phải trả tiền điện của gia đình mình đã sử dụng, họ còn phải trả tiền chênh lệch hao hụt đường dây từ đồng hồ tổng đến đồng hồ riêng của từng nhà. Nhưng mà từ ngày xài giờ thì nó chỉ có vậy thôi. Không có tiền, không có kinh phí một hộ. Bây giờ đầu tư nhiều lắm cho anh, dây rồi cột trụ tùm lum hết thì mình sao mà đủ. Cho nên là phải chung nhau, mỗi người ít thì mới làm được chứ. Mà làm với chung nhau đấy mà đâu có đủ tiền đâu, cho nên xài cái dây nó đâu có, cũng không được đủ cái lượng điện nó cung cấp, vì dây nó nhỏ mà. Thôn 5 xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc hiện có gần 180 hộ dân, nhưng chỉ có gần 100 hộ nằm cạnh đường dây chính là có công tơ riêng. Số còn lại cách xa đường điện chính cả cây số, nên nguồn điện không đủ để sử dụng. Tại các buổi họp ở địa phương, thậm chí các buổi tiếp xúc cử tri các cấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị mong muốn nhà nước sớm đầu tư đường dây điện, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Thì nói chung là điện của cái xã Đàm Ri thì nói chung nó có lâu rồi. Riêng cái xóm 3 ấy, của cái thôn 5 này thì một cái nhánh trên này thoát đầu tiên ấy là cái đường điện ấy là từ hạ thế mà về các hộ gia đình thì người ta tự lập. Cái đường dây này nó tải thì quá tải thì nó có yếu. Cho nên nhìn chung bà con là sử dụng điện nên là nó không đảm bảo. Thì hội đồng họp các kỳ họp của hội đồng nhân dân xã là một với tiếp xúc hội đồng nhân dân các cấp ấy, từ quốc hội cho đến tỉnh cho đến thành phố chỉ bà con đóng kiến nghị nhiều. Mà sau đó thì các nhà đèn đã vào từng khảo sát thì nói chung thì trước kia nào nói là đường điện Tây Nguyên cái gì đó. Thì nói chung thì đây nó cũng đường điện Tây Nguyên, nhưng mà thực sự đây chúng ta đây là cái thôn 5 nó thuộc về của ven của thành phố nên nó lại không được cái đường điện đó. Cho nên là nhân dân nên là cuối cùng là rất thiệt thòi cái vấn đề này. Năm 2012, xã Đạm Ri là một trong những xã của thành phố Bảo Lộc được tỉnh Lâm Đồng chọn làm xã điểm để xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015 thì đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng không hiểu vì sao những yêu cầu bức thiết của người dân về tiêu chí điện trong nông thôn mới thì vẫn chưa được đáp ứng.